Xin chào mọi người, mình là Phương Hà, kênh của mình chuyên về sức khỏe và lối sống. Hôm nay mình sẽ nói cho mọi người nghe về nhân số học của những người số 9, tức là những người mà có tổng ngày tháng năm sinh là số 18, 27, 36. Đây là những người rất là đặc biệt. Họ sẽ là những người mà cái định hướng trong cuộc đời của họ đó là họ luôn luôn thể hiện cái lòng trắc ẩn đối với mọi người xung quanh. Lòng trắc ẩn là sao? Tức là họ sẵn sàng trao đi, hy sinh bản thân mình mà không cần phải nhận lại gì cả. Còn cái sự thông cảm, tức là khi tôi hiểu người khác thì người khác cũng phải trả lại tôi cái điều gì đó. Còn với người số 9 họ không cần điều đó. Và cái một trong những cái thế mạnh của người số 9 là cái người mà họ thể hiện được cái sự sáng tạo rất là mạnh mẽ. Thứ hai là họ sống rất lý tưởng và họ rất là duy tâm. Họ hướng về tôn giáo, về vấn đề tinh thần rất nhiều. Họ rất là nhân văn và họ rất là lãng mạn. Họ có một sức hút rất là lớn. Mình luôn luôn cảm thấy cái đó cuộn chảy trong người và nói chuyện với người số 9 này rất là hấp dẫn. Và họ là những người rất là kịch tính. Họ sẵn sàng đấu tranh, sẵn sàng tranh luận. Họ không sợ những điều này đó. Và rất là drama. Tuy nhiên thì ngoài cái việc mà họ cực kỳ có khí chất ra đó, thì có những lúc họ không được tập trung lắm. Và với một người số 9 á, là những cái người mà cái cơ hội của họ là không giới hạn. Bởi vì trong số 9 là cái con số mà có tất cả những con số còn lại rồi đó. Họ rất là người rất là lý tưởng. Họ muốn thay đổi cả thế giới. Họ muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ bản thân họ. Và đó là những người mà có đầu óc rất là cởi mở, rất là bao dung và rất là đặc biệt, rất là phi truyền thống. Họ cực kỳ lôi cuốn và họ có một cái sự sáng tạo, một cái cá tính đặc biệt lắm đó. Và rất là kịch tính và có một sức mạnh truyền cảm bên trong rất nhiều đó. Là những cái người mà có khả năng lãnh đạo rất tốt và họ rất là hiểu về cái việc mà về văn hóa hay về tôn giáo sử dụng ở trong cuộc sống hàng ngày quan trọng như thế nào, và họ rất là dễ dàng hiểu được điều đó. Nhưng người số 9 những người rất thích di chuyển, thích đi du lịch, bởi vì cảm xúc và yêu thương con người ghê gớm lắm. Và đối với họ thì cái món quà đặc biệt họ dành cho cuộc đời đó là họ rất là giàu cảm xúc, rất là có lòng trắc ẩn đó. Và họ sẽ thích giải quyết vấn đề ở trên một cái góc nhìn rất là rộng, chứ không phải trong góc nhìn hẹp. Bạn cũng biết, chắc là chúng ta cũng biết nhiều đến mẹ Teresa nè. Đó, bà chính là người có con số cuộc đời là số 9 đó. Có thể rằng là một cái kết thúc cuộc đời của họ rất là drama, rất là kịch tính. Ví dụ như cha Diệp, chắc là nếu mà các bạn đã nghe đến là thỉnh thoảng là mọi người đi đến cha Diệp ở dưới miền Tây đúng không? Cha Diệp cũng chính là người số 9 đó. Thì các bạn cũng, nếu các bạn search trên mạng, các bạn cũng sẽ biết là cha Diệp đã hy sinh bản thân mình để bảo vệ cho những người mà xung quanh ông. Và ông đã trở thành một người mà sau khi ông mất là người ta vẫn rất là kính trọng và đến viếng ông. Và với một cái người số 9 á, thì họ không phải là một cái người mà quan tâm đến tiền bạc. Và họ cũng không phải là một người theo chủ nghĩa vật chất đó. Và cũng không giỏi trong vấn đề tiền bạc. Nó hoàn toàn ngược với người số 8. Người số 8 là người rất giỏi về tiền bạc đó. Và ít về vấn đề tinh thần họ không nhiều bằng. Nhưng mà người số 9 là người cực kỳ thiên về tinh thần và rất ít quan tâm đến tiền bạc và vật chất. Người số 9 có rất là nhiều bạn bè. Mọi người xung quanh rất thích họ, bởi vì cái sự hấp dẫn, một cái sức hút như nam châm của họ đó. Họ rất là dữ dội và rất là ít kiên nhẫn. Họ dễ nổi nóng. Và họ gọi là trong cái cuộc đời của họ thì nó là một cái nghệ thuật của tính nhân văn và yêu thương con người. Thánh Gandhi ở Ấn Độ cũng là một người có cái con số cuộc đời là số 9, là người mà đã đưa Ấn Độ trở thành độc lập. Và thường thì người số 9 là người có khả năng ngoại cảm, bởi vì tần số năng lượng của họ rất cao. Như trong một cái video riêng mà tôi đã chia sẻ đó, thì tôi có nói là với các vị thánh đó, những người là ở cái tần số năng lượng rất cao thì họ sẽ có khả năng ngoại cảm. Và với người số 9 thì họ yêu thương con người, họ sống theo tinh thần nhiều, cho nên tần số năng lượng của họ cao.
và thường họ sẽ gọi là khả năng ngoại cảm. Khả năng ngoại cảm thì thực ra là tất cả mọi người trong chúng ta đều có, nhưng mà nếu như chúng ta rèn luyện, học tập và luôn vui vẻ, lạc quan, không có tiêu cực, không trầm cảm, vui bình yên thì dần dần chúng ta có khả năng đó. Như tôi đã nói là người số 9 thì là những người là không kiên nhẫn và nóng tánh. Chính vì vậy mà người ta cần phải, những người số 9 cần phải hiểu mình điều này, ý thức điều này để mà kiểm soát cái sự nóng nảy của mình. Nó và đôi khi thì người số 9 sẽ cần phải thực tế hơn một chút, và cần phải đi vào chi tiết hơn một chút, bởi vì người số 9 sẽ thích giải quyết vấn đề trên diện rộng hơn là nhỏ, cho nên đôi khi họ không đi vào tiểu tiết. Và có một cái nữa là có thể là người số 9 á, họ có một cái điểm là họ không có phải là người rất khéo léo ở trong cái việc là phê phán nhận xét người khác đó. Và đôi khi là làm cũng có thể làm cho người khác là phật lòng. Chính vì vậy mà có những lúc mà người ta dễ bị cái sự nóng nảy, dễ bị cái sự thiếu kiên nhẫn đó mà làm cho những người xấu họ lợi dụng. Để chẳng hạn như là ở trong công ty mà có những người họ sẽ tạo bất đoàn kết, sẽ kích động người nọ chẳng hạn, thì họ có thể là thấy một cái người mà có số 9, một người nóng nảy, một người không có kiên nhẫn và rất là thấy sự bất bình, là dễ có ý kiến, thì có thể là họ nói thế nào đó để cho cái người số 9 đó là lên tiếng trước. Thì như vậy thì đôi khi họ sẽ dễ ở trong cái tình huống là họ hy sinh bản thân họ một cách không cần thiết. Vì vậy nếu mà mình là người có số 9 thì mình nên cảnh giác cái điều này đó, và để có cái hành xử cho nó thích hợp, và mình nhận biết được cái after the scene sau lưng nó là cái gì. Và thực tế thì con số 9 là con số rất là mạnh của những bậc mà quân vương. Nếu như mà các bạn đến kinh thành Huế đó, vào Tử Cấm Thành, thì các bạn cũng thấy cửu đỉnh là chín cái đỉnh mà biểu tượng của vương quyền, thể hiện rất là nhiều thứ, tượng trưng cho vương quyền của nhà Nguyễn. Hoặc là các bạn cũng sẽ thấy số 9 là con số cấp bậc đế vương. Cái này không phải chỉ ở Tây Phương không, mà ở Trung Quốc, ở châu phương Đông của chúng ta cũng như vậy. Đây là một cái con số rất là đẹp, rất là đặc biệt đó. Và trong một cái video riêng thì mình có nói rằng là khi mà con số 1 với con số 9 kết hợp với nhau thì là con số của chiến tranh. Và trong lịch sử thì đã có rất, trong cái video đó mình có nói là rất là nhiều năm mà có số 1, số 9 và một con số nữa mà cộng lại đúng là số 9 thì xảy ra những cái việc mà chiến tranh rất là nhiều. Ngay cả Covid cũng là Covid-19 đó, hoặc là cái sự kiện 11 tháng 9 tại Mỹ. Tuy nhiên chính vì những người có con số 9, những người mà có nhiều hoài bão, yêu thương con người, hy sinh cho con người, mà chúng ta đã được chứng kiến những cái vị mà gần như được phong thánh, đã tận tụy hy sinh cả cuộc đời mình cho nhân loại, cho những người xung quanh mình. Chúc mừng cho bạn nào mà nếu mà có cái con số cuộc đời là số 9. Hy vọng là video cái bài chia sẻ này của mình làm cho mọi người cảm thấy hài lòng. Nhờ mọi người đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng được xem nhé, cùng được nghe nhé. Xin chào mọi người.